Sơn xin thay mặt chào quý vị. Biết Sơn đang ở trong hậu trường để chuẩn bị cho quay cho chương trình Paris 96 nhà cầu số 2. Anh chị em nghệ sĩ đang tất cả đang chờ quý vị khán giả vào đông đủ rồi bắt đầu start chương trình. Và hy vọng là chương trình này sẽ không phù hợp cùng với quý vị bây giờ này. But all the fashion in Paris by myself. Thưa quý vị, nhưng mà trong đặc biệt trong cái chương trình kỳ này đó, thì là yêu cầu hai kỳ này liên quan đến vấn đề gì? Vấn đề phải nói là có một cái mình bật mí như vậy sao? Mình thấy đó là cái phần mà anh xịt nóng đến em. Dance, let's go, everybody. Dance, let's go, guys. Let's move.